Sáng nay mấy anh em đang uống cà phê ăn sáng, chuẩn bị quay cho phim Ký ức về em. Quay ở địa bàn ở Củ Chi. Anh em đang chuẩn bị mất cúp làm phim. Hôm nay Phi Hủ quay cảnh hành động đấm đá. Cảnh này cảnh nhà hoang ở Củ Chi. Chúc cả nhà một buổi sáng đầy năng lượng và sức khỏe, gặp nhiều may mắn nhé. Xong rồi em gán chạy bữa đó là có cái gì gọi là cái gì nè, chuyên đề à? Chuyên đề là có cái anh mà phó phòng á, PC7 không không phải hãy cứ kinh quan nhá, like share subscribe, like share subscribe, share đâu share dưới đây đúng không, subscribe trên đây đúng không, không chỉ cần là like share subscribe. Tên gì anh? Phi Vũ DV. Dạ mọi người ơi, chụp máy đứng em, chụp máy đứng không? Chụp ủa, quay quay. Ôi nãy giờ quay chụp. Quay. Quay. Ủa à, dạ, à ok rồi quay cái đoạn đó đi anh. Rồi. Mọi người ơi, mọi người hãy ủng hộ anh mình, một like, một share và một bấm cứng lại. Đấy. Đấy, 3 2 1. Mọi người ơi, hãy ủng hộ anh mình một like, một share và một subscribe. Kênh gì? Kênh Phi Vũ DV. Trong cái nhóm anh em giang hồ để chuẩn bị vô phim Ký ức về em ha. Hôm nay là đúng hai em đánh đấm anh phải không? Mắt ta tổng quốc. Đúng rồi, thằng nhỏ vô hai bự đánh. Rồi xong, anh em okay. Đứng lên này. Thôi em ngồi đi, em ngồi đi. Không, không lên cạch luôn rồi ngủ. Anh em đứng lên để xíu biết đường. Mấy anh em ngồi đang chờ chuẩn bị quay. Cảnh quay hành động bắt cóc. Đi xe hơi gì em? Đi mùi xe hơi gì em? Hả? Đi xe hơi gì em quay? Ghê hả? À không ấy thì cho tôi quay cảnh lái luôn đi. Cũng được. Có cái lái à, bè. Đúng không? Muốn lái luôn cho nó áp dụng luôn. Hôm nay cảnh quay bắt cóc hành động ở ngoài đường. Phim đang chuẩn bị quay. Tình hình buổi sáng ở Củ Chi nắng nóng, anh em phải
tích cực chuẩn bị đạo cụ quay. Đúng là để có thời gian canh cái gì đó rồi. Chưa đang coi thấy ba là
về tụi em đi, em đưa chị về gặp chồng chị. Qua tụi em hả? Mấy chạy. Rồi dẹp.
Không có trúng. Tôi thấp quá. Đúng rồi. Từ từ. Bây giờ nói diễn viên gì, diễn viên có biết diễn gì đâu. Anh ơi, khi mà em thấy ông Hạnh xỉu, thì em định qua, em quay ra, em định vô xe để em nhìn thấy bà bé. Đúng không? Bà bé bỏ chạy nè. Em mới giết cho em xích tắt nó luôn. Rồi, thế bà bé bỏ chạy nè. Em xích tắt suy nghĩ cho em đi vô xe luôn nha. Mày tám tiếng. Quay trái dùng bước anh tại quay trái dùng bước được chưa? Ok. Yeah. Đúng đứng tay người qua bên tay. Quay con trái chứ, quay con trái xuống. Quay quay con trái á. Quay con trái bụng nó diễn, như xanh quá. Anh em mình nổ không có ăn cái gì hết. Tìm người về phía ra nè, không thấy ai hết. Rồi thấy được Tuấn cứu nè, tụi nó quýnh lộn nè. Rồi thằng kia bỏ chạy à, cũng thằng bỏ chạy à, thằng này biểu thằng bị vô này nhìn thấy thằng hiểu lo lắng em nghỉ ăn cơm trưa. Anh em ăn cơm trưa.
ăn cơm chưa? Sao hai đứa mày đến lên vòng dập dữ vậy? Tao thấy ghét luôn á. Đúng rồi, các cháu làm suốt rồi. Ngồi xưa nên giờ ăn cơm chảy luôn một giờ không? Ăn cứ quay vậy á. Nhìn như là nhìn nó lên nó bà con. Ăn cứ quay vậy á, xong cái ăn tắt tiếng, ăn làm tiếng. Ừ, đúng rồi. Thì nó ok hơn. Chứ thằng chơi quay vậy á, đăng nó tạp nhem, tạp nhem. À, không biết. Mà nó hỏi dữ vậy? Bữa té xe. Cảnh quay bắt cóc Hạnh ở ngoài đường. Anh em đang chuẩn bị quay cảnh quay bắt cóc. Cảnh quay bắt cóc Hạnh ở ngoài đường. Ok, xe tự động nha. Được. Quăng lựu đạn. Nè nè, 1 2 3 thằng kéo, thằng kéo, thằng này kéo kéo luôn. Thằng này mở cửa này kéo vô nè. Hai người làm gì vậy? Đó đó đó, vô thôi nè. Đó chạy. Vô hai thằng kia nè, bỏ chạy nè. Chạy ơi. Chạy nè, tôi đã giữ nè. Sao chỉ theo. Đuổi theo. Rồi. Ok. Mày chưa? Đó đường dây nó vậy á. Hiểu chưa? Rồi dạ, hiểu rồi. Cảnh quay hành động buổi chiều